Ok, em bắt đầu đấy. Dạ. Xin chào buổi sáng các bác sĩ đang có mặt tại hội thảo trực tuyến viêm gan siêu vi B mạn, cập nhật điều trị từ thế giới và chăm sóc bệnh nhân trong bối cảnh COVID-19. Em xin tự giới thiệu, em là Thanh Hoa, dược sĩ phụ trách sản phẩm từ AV Group. Kính thưa quý bác sĩ, trong buổi hội thảo ngày hôm nay, AV Group vinh dự được đồng hành cùng Hội Nội khoa Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam, nguyên chủ nhiệm bộ môn nội Đại học Y Hà Nội, nguyên trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Thanh Hoa cũng xin được trân trọng giới thiệu các diễn giả sẽ có bài trình bày trong ngày hôm nay. Giáo sư Henry Lee Chan, Phó Giám đốc, trưởng khoa nội tiêu hóa, gan mật, Bệnh viện Union Hồng Kông. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng, trưởng phân môn tiêu hóa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội Gan mật Thành phố Hồ Chí Minh. Dịch giả, thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Quốc Đạt, giảng viên bộ môn truyền nhiễm Đại học Y Hà Nội. Hội thảo trực tuyến ngày hôm nay sẽ được phát trực tiếp trên fanpage của Facebook và kênh YouTube của AV Group. Và sau đây, Thanh Hoa xin kính mời giáo sư Nguyễn Khánh Trạch, thầy sẽ có đôi lời chia sẻ. Em xin mời giáo sư ạ. Trước tiên là xin kính chào giáo sư Henry D. Chan, phó giáo sư Bùi Hữu Hoàng. Ông Chan thì mới là ở Hồng Kông thì tôi chưa được biết, còn giáo sư Bùi Hữu Hoàng thì là người cũng quen biết từ lâu rồi, và hôm nay tôi rất là vui mừng để gặp được lại anh ở trong cái hội nghị này. Cách đây khoảng trên 10 năm thì viêm gan B mãn tính là loại viêm gan phổ biến nhất và điều trị dai dẳng nhất, nhiều người phải điều trị suốt đời. Tỷ lệ người mang virus HBsAg đấy lúc đó là 15 đến 20% dân số, vì không dùng vaccine viêm gan B, trong đó 10 đến 15% người sẽ chuyển sang cái viêm gan B mãn tính, và sau này thì đã được dùng vaccine chống viêm gan B thì cái tỷ lệ này nó có giảm xuống còn khoảng 2 đến 5%, trong đó khoảng 1 đến 2% là chuyển sang viêm gan B mãn tính. Như thế là thấp hơn rất nhiều, nhưng mà chúng ta cũng cần phải tiếp tục phấn đấu để giảm cái tỷ lệ đó xuống gần 0% mới là điều lý tưởng. Trước đây thì người ta đã tìm ra được thuốc diệt virus viêm gan B có hiệu quả từ rất sớm, nên nhiều người đã được điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người bị kháng thuốc nên hiệu quả điều trị ngày càng giảm. Do đó, ngày càng có nhiều thuốc diệt viêm gan B ra đời, nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi lại bị kháng thuốc. Ví dụ như là tenofovir, entecavir, emtricitabine, v.v. Do đó thì phải dùng nhiều thuốc phối hợp với nhau, nghĩa là có rất nhiều cải tiến trong cái điều trị viêm gan B mãn tính, nhưng hiệu quả nó không được như là mong muốn. Trái ngược với viêm gan B mãn tính, điều trị viêm gan C lúc đầu thì không có thuốc và điều trị không có hiệu quả trong một thời gian khá dài, làm cho nhiều bệnh nhân rất là lo lắng, bi quan. Rồi sau đó một thời gian lâu, viêm gan virus B, sau cái viêm gan virus B, người ta đã tìm ra được thuốc diệt viêm gan virus C rất có hiệu quả và có thể điều trị khỏi hẳn, nhưng giá lại rất là đắt, vượt quá cái khả năng tài chính của nhiều người dù là người giàu. Lúc đó tôi nhớ là một cái liều để chữa viêm gan B lúc đó là phải tính ra hàng tiền hàng tỷ,
đồng Việt Nam. Đến nay thì cái giá nó đã giảm đi rất nhiều và nhiều bệnh nhân viêm gan C mãn tính đã có thể dùng các cái thuốc để mà điều trị. Có thể nói thuốc điều trị viêm gan C mãn tính là một cái cứu cánh ngày càng hiệu quả, gần như là 100% và giá thành lại rẻ hơn. Các thuốc diệt virus viêm gan B thì ngược lại là ra đời rất sớm, sớm hơn nhiều và có nhiều thuốc hơn, nhưng hiệu quả điều trị thì nó cứ vẫn y hệt, lúc lên lúc xuống, nên luôn luôn nó là một vấn đề thời sự rất là nóng hổi của nhiều bệnh nhân rất lo lắng vì phải điều trị kéo dài. Trung bình là khoảng 3 năm hoặc lâu hơn nữa, thậm chí có người phải điều trị suốt đời. Muốn dùng thuốc không phải là chỉ dựa vào cái tải lượng virus dưới 10 mũ 2 mà còn phải dựa vào cái số lượng HBsAg ít nhất là dưới 100. HBsAg trong 1 ml máu. Nếu tải lượng virus dưới 10 mũ 2 nhưng lượng virus nhưng mà lượng HBsAg trên 100 thì sau khi ngừng thuốc tải lượng virus nó lại tăng lên cao. Gần như đây thì người ta đã định lượng một cái loại protein chuyển đổi ngược RNA. Nếu protein này giảm thì tin cậy nhiều hơn là cái lượng HBsAg, nhưng khi dùng thuốc thì tải lượng virus vẫn cùng phát lại. Hiện nay như chúng ta đã biết là ở Việt Nam thì cái dịch COVID-19 đang hoành hành rất là dữ dội, cho nên là cái điều trị nó cũng phải phụ thuộc vào cái tình hình nhiễm COVID này. Chúng tôi hy vọng là qua cái hội thảo này chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều thông tin lạc quan hơn qua các thông tin mới nhất của giáo sư Henry Chan và phó giáo sư Bùi Hữu Hòa. Tôi xin kính chúc các bạn học viên nhiều sức khỏe, xin chúc hai giáo sư nhiều sức khỏe và cung cấp cho lớp học nhiều tin vui hơn nữa. Chúc lớp học của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ từ giáo sư Nguyễn Khánh Trạch ạ. Và để bắt đầu chương trình thì xin mời quý bác sĩ đến với phần trình bày của giáo sư Henry Lee Chan với chủ đề TDF sang TAF, thời gian để chuyển đổi và hiệu quả từ các nghiên cứu mới nhất. Xin kính mời giáo sư Chan. Thank you very much for your kind introduction. It's my greatest pleasure to meet all of you on this Zoom platform. So even with COVID disrupting our life, I'm still able to share my experience in hepatitis B management with you. But I really hope that very soon we will really meet in person in somewhere in Vietnam. So let me share my screen. So today my talk is going to be focusing on a new drug called TAF, TAF, which is tenofovir alafenamide. And I know this is a new drug, so most people are receiving other antiviral therapies, including TDF, that is tenofovir disoproxil fumarate. I want to tell you that it's a time to switch to this new treatment. So let's go back a little bit on history. We started to have antiviral therapy for hepatitis B back in 1998 when lamivudine was first launched. At that time, everybody was very excited because eventually we have a treatment that can directly suppress the virus replication. However, because of the problem of drug resistance, we need newer treatment. And therefore, we have entecavir in 2005, we have TDF in 2008, and then we have a deep and long hiatus
when no new antiviral drugs are developed. So let's review some data on TDF, and we learned that it is a very safe drug. Only very, very small percentage of patients have serious adverse events that require drug discontinuation or have serious morbidity or mortality. However, this drug has the potential to affect the kidney. Therefore, in the drug label, it is clearly stated that among patients who have higher risk of renal problem, we should use TDF with caution, and we may need to even cut the dose of TDF, and some patients may not be fit to use TDF. Now, with patients aging, we learn that more and more hepatitis B patients are getting older, and older patients have a higher prevalence of other comorbidities, including diabetes, hypertension, hyperlipidemia, bone and renal diseases. So this figure shows a study from Taiwan, where we can see that in HBV cohort, that is a red bar, patients tend to have a higher prevalence of all these comorbid illnesses than non-HBV patients. Therefore, this comorbid problem is particularly relevant in our patient population. Now, in 2017, this new drug called TAF, tenofovir alafenamide, was first launched in America, and in subsequent years, it starts to get available in other parts of the world. So today, I'm going to focus on introducing you this drug, why this drug, and some clinical data on TAF. Now, TAF actually is trying to fill in unmet need by TDF. You can see that TDF has a short plasma half-life. After absorption from the gut, a lot of free tenofovir is released, and this requires to be treated through the kidney. Therefore, for some patients who cannot tolerate such a high dose of free tenofovir in the renal tubular cells, they have renal tubular cell damage, there will be leakage, and therefore they can also influence the possibility of osteoporosis. The new formulation, TAF, has a much longer half-life, and therefore most of the drug is delivered into the hepatocyte where free tenofovir is released. A much lower plasma free tenofovir level is resulted, and therefore there's a much lower pressure on the renal tubular cells. Therefore, we can use a lower dosage of the drug, only 25 milligram daily, instead of 300 milligram daily for TDF. The pivotal study of TAF is a phase 3 study including both E positive and E negative patients. Patients are either put on TAF or on TDF. Now, initially the study was designed to have only 2 years of randomized double-blind phase. But subsequently, FDA requested the protocol to be amended to have a 3-year randomized double-blind phase. An open-label phase was also extended from the original up to 5 years to now up to 8 years. So the main endpoint is efficacy, that is DNA less than 29 IU per mil at year 5. And other endpoints, including ALT normalization and other serology, histology, and resistance endpoints and safety endpoints are also assessed in this study. So I'm going to go show you the 5-year data right now. I'm sure you may have learned the earlier data in previous conferences and papers. So just to recap the key point on safety, so I'm only showing you the spine bone mineral density here. We have a very similar pattern for hip bone mineral density and also the renal parameter, the eGFR over 5 years. The solid purple line is TAF,
and you can see there's minimal influence on the BMD and the renal function by TAF. But among patients on TDF during the first 2 to 3 years, there is a significant reduction in bone mineral density and impairment of EGFR. But after switching back to TAF, they tend to improve. In terms of efficacy, there was no difference in either TDF or TAF in terms of viral suppression. For ALT normalization, people on TDF tend to have a lower proportion of normal ALT, but after switching to TAF, they tend to catch up. So we do not know the reason why TAF is associated with a better ALT normalization. It may be related to the problem of TDF, but the detailed mechanism is still investigating. Now, so far for the treatment naive study, and I want to share with you another study, which is a switch study. It is a study 4018. It is also a phase 3 randomized double-blind study. All patients were put on TDF with a stable viral suppression and a reasonable renal function. So half of them will switch to TAF, and half of them will continue TDF for another year, where the primary endpoint was assessed. And then all patients will be switched to TAF for another year. The primary endpoint is viral suppression, but other endpoints were also assessed as in the phase 3 study of treatment naive patients. So let's first look at the primary outcome measure at week 48. Similar to the treatment naive patients, there was no difference in terms of viral suppression. And also TAF was associated with a higher proportion of ALT normalization as compared to TDF. No resistance was detected in either groups. In terms of safety, there's no surprise. We can see a pickup of renal impairment and also bone mineral density among the TDF treated patients. So after switch for 1 year, we can see a significant improvement in EGFR in the TAF group. Fewer patients have proteinuria, fewer patients have worsening of CKD, and more patients have improvement in CKD stage, signifying a recovery of renal function after we switch from TDF to TAF. I am again only showing you the spine BMD. The hip BMD is a very similar pattern. Among patients on TAF, there is some improvement in bone mineral density just within 1 year, whereas those on TDF have a very flat trend on bone mineral density. So all these data support the switch from TDF to TAF among TDF-treated patients. So in this study, we deliberately look into patients who have a higher risk on TDF. So this is the orange group. So these patients are either patients with older age, with bone disease, renal impairment, albuminuria, hypophosphatemia, indicating some phosphate losing from renal tubular damage by TDF, obese patients, and also patients with other metabolic comorbidities. The disease characteristics are pretty similar among the patient with TDF risk factor and also among patients with no TDF risk factor, except the TDF factor patients are older and with all these conditions. So we look into our patients with more than one TDF risk factor. In fact, the NMR efficacy was pretty similar between TAF and TDF. Here, we cannot show a clear benefit of ALT normalization in this patient with TDF risk factor, although there's a trend that TAF is better than TDF. We look at the change in EGFR. I want you to focus into this orange group, that is patient with more than one TDF risk factor.
you can see a recovery in EGFR on TAF, but not among patients on TTF continuation therapy. And this trend is more obvious in patients with TTF risk factor than patients with no TTF risk factor. Now for bone safety, I'm showing you the both hip and spine this time. If you look into these four figures, the trends are pretty similar. Regardless of TTF risk factor, there is some recovery in bone mineral density in both the hip and the spine, but not among patients on TTF monotherapy. So indicating that the benefit in bone is also there regardless of the TTF risk factors. So then I move to year two data of the switch study. Remember, in year two, all patients received open label TAF. So there was still no difference between these two groups in terms of viral suppression, supporting a similar efficacy between these two drugs. In ALT normalization, we can see an increasing proportion of patients with normal ALT, regardless the patient is on TAF-TAF or TTF-TAF, although it seems that the improving step is bigger in the TTF-TAF group. So we can expect an improvement in biochemical response when we continue antiviral therapy. When we look into safety for creatinine clearance, this time I wanted to focus on the gray line, that is the TTF-TAF group. You can see a slow pickup of creatinine clearance after switching from TDF to TAF in the second year, which has a very similar trend of the purple line in the first year. I want to introduce a new biomarker to you, which is called beta 2 microglobulin. In fact, this biomarker was tested in all the trials, but it's in this slide I'm going to introduce you this renal tubular marker. So a higher beta 2 microglobulin actually indicates a possibility of renal tubular damage. In the TAF-TAF group, this marker started to improve immediately after switch to TAF, and in the TDF-TAF group, it also improved at a time when TDF was switched to TAF. So in indicating renal tubular damage is partially reversible after switch from TDF to TAF. For bone mineral density, again, let's focus on the gray line. There is some pickup after switch from TDF to TAF. It seems faster in the spine than the hip. And this is a pretty general phenomenon we see for all patients on TDF. Now, lipid is always a concern. I'm sure you're aware that there are data coming up showing that patients on TDF have a better lipid profile than those who are on TAF. Here we show the same thing. Once we switch to TAF, there is an increase in total cholesterol, increase in LDL, increase in HDL. Although the total cholesterol to HDL level was pretty not much changed, and this ratio is an important cardiovascular risk factor. The key reason behind is actually a possible lipid lowering effect of TDF, but not an adverse effect of TAF on lipids. I will show you more data to convince you this point in my subsequent slides. Now, after looking at the phase 3 switch study, I want to share with you another phase 2 study looking into two special patient groups. One group is patients with renal impairment. So we divide this group into two cohorts. The first one had moderate to severe renal impairment, that is an EGFR between 15 to 60. The other group is the end-stage renal disease cohort on hemodialysis. The second part of the study is on patients with liver impairment, and they all had Child-Pugh score between 7 to 12. All patients in this study were switched to open label TAF, and there was no control group in this phase 2 study. The primary analysis was at week 24,
and secondary analysis was at week 48, the whole study would last for 96 weeks. So let's look into the renal study first. In this study, most patients had moderate or severe renal impairment, only 15 had end-stage renal disease. They inclined to a pretty good DNA suppression and ALT normalization by their previous drugs. So they are either on TDF or on ETV at the time of screening. Of course, more patients were on ETV for the end-stage renal disease patient due to the safety of TDF in this group of patients. So after switching at week 48, that is at the time of secondary analysis, we still can see a pretty high percentage of patients achieving normal ALT level and also suppressed HBV DNA level, indicating the continuous efficacy of TAF in this group of patients. The more important thing we worry is safety. You can see pretty flat trend of creatinine clearance, indicating that no matter what drug a patient is on, once they change the TAF, it will not adversely affect the renal function. I want to give you a word of caution. Is the patient on high oral TDF, they may not be on a full dose because of the renal impairment. They probably are on a lower dose of TDF, either 3 times a week or 2 times a week or even less, according to their renal function. And therefore, you cannot see a clear improvement in renal function among patients on prior TDF. But on bone mineral density, you can see an improvement for the gray line. That is those patients on prior TDF after switch to TAF. But for ETV, the line is pretty flat, and for the hip, it's actually not very clear because of the conflicting data between hip and spine. And I would take it as the pretty neutral effect after switch to TAF. Now here comes the lipids. After switching to TAF, you can see an increase in all the cholesterol levels in patients on prior TDF. So this is the same as the previous switch study, 1418. But if you look at ETV, you can see a minimal disturbance of lipids after change of TAF. And we all know that ETV is lipid neutral. So that's the reason why I say TAF is lipid neutral. The only reason why patient on prior TDF has a worsening of lipid is because of the lipid lowering effect of TDF. But of course, we will not use TDF to treat hyperlipidemia because this effect is very mild. Now let's look into patient in liver impairment. We only have 31 subjects. They have very good viral suppression and fairly good ALT normalization by their previous drugs. And 2/3 of them were on TDF, 1/3 of them were on ETV at the time of switch. 1 year after switch, all patients maintained an excellent viral suppression and more patients achieved ALT normalization. Of course, we cannot tell whether this is because of the benefit of TAF over TDF or because we increase the duration of therapy and more patients have improved ALT normalization. But at least TAF is a reasonable choice for a switch. For safety, we see very similar thing, a flat creatinine clearance and also an improvement in bone mineral density in hip and spine, particularly among patients on prior TDF. Again, the ETV group has pretty conflicting data on hip and spine, and I will still take it as a neutral effect. For lipids, very similar pattern, worsening in TDF, neutral in ETV, supporting a lipid neutral effect of TAF again. Now, before I close, I want to share with you some real world data. So this is a real world retrospective multicenter study from Japan among 191 patients. All patients were on ETV in the past for at least 2 years and they switched to TAF. There was no control group in this study.
The most important data is an increased percentage of patients with DNA suppression more than to lower than 20 IU per mil after 1 year after the switch. And this is particularly so among patients with previous DNA between 20 to 2000, although two-thirds of patients with DNA more than 2000 with more than 2 year ETV after switch to TAF, they had undetected HPV DNA, indicating a possibility that TAF can be a rescue therapy for patients with suboptimal viral suppression by ETV. But of course, there's no control group, and we cannot say this for sure. Renal function-wise, it is pretty flat, and TAF did not worsen renal function in these patients. Another study is a global multicenter study of more than 420 patients on an average of TETV for 6 years. And among patients on ETV, 92% had DNA below 20. 2 years after suppression by TAF, after switch to TAF, 96% of patients had DNA fully suppressed. Again, indicating a possibility of benefit in terms of DNA suppression by TAF. But mind you, the number of patients decreases over time, and because some patients had not completed the 2 year follow up at the time when they report the study. Therefore, we still have to take this data with caution. But after all, there's no trend of improvement or worsening of renal function after switch to TAF, indicating the safety of TAF in these patients. So when we look into guideline, the clearest guideline on how to switch to TAF was indicated by EASL in 2017. And it highlights that TAF can be one of the first line therapy. And TAF is preferred over ETV in patients with previous nucleoside exposure because of the potential risk of cross resistance. And TAF is also a rescue therapy option in patients with various drug resistance. So TAF is preferred over TDF among older patients who have bone diseases like on chronic steroid, history of fragility fracture, osteoporosis, or patients with renal impairment, like those with lower eGFR, albuminuria, hypophosphatemia, and also patients on hemodialysis. And we have clearly seen in a 14-18 switch study that these patients do benefit from a switch from TDF to TAF in terms of safety, and there's no compromise in any viral efficacy. So some studies try to see how many patients will benefit if we change TDF to TAF in this so-called high-risk group as defined by EASL. So in Italy, they reported a 565 patient cohort, and they found that 55% of their patients were older, and also some patients had coexisting bone and renal diseases. Overall, 66% of their patients had at least one criteria to change from TDF to TAF. So this is a very common need in Italy, and I'm sure it is also common in Asia. In Hong Kong, we also tried to look into our patients. Between 2000 and 2017, we had more than 1,300,000 patients follow up in the public sector. Patients are getting older and older with time, and most patients had potential bone diseases, increasing proportion of patients had albuminuria and low phosphate, and there's a significant proportion of patients with renal impairment. Therefore, to sum up my talk, I think it is time we consider switching from TDF to TAF in our patients. We have very strong data supporting that switch from TDF to TAF is associated with improvement in renal and bone safety parameters without compromising the viral suppression efficacy. There is excellent safety profile in patients with renal and bone risk factors, CKD, Child's B cirrhosis, and also the older population. Therefore, TAF should be a preferred choice in
for today, hepatitis B patient, because more and more of our patients are getting older with comorbidities. Thank you very much for your attention. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của giáo sư Trang. Cảm ơn những chia sẻ từ giáo sư. Và tiếp nối chương trình sẽ là phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng với chủ đề chăm sóc bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn trong bối cảnh COVID-19. Em kính mời thầy Hoàng ạ. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Khánh Trạch, giáo sư Hanh Trang và cùng toàn thể các quý vị đồng nghiệp đang theo dõi chương trình trực tuyến về cái đề tài viêm gan virus B ngày hôm nay. Chúng ta đang ở trong cái đại dịch COVID-19 ở năm thứ hai, và ở Việt Nam của chúng ta thì cũng đang trong cái thời kỳ của cái đợt dịch bùng phát lần thứ tư với rất nhiều những cái tổn thất rất là nặng nề, và tình hình của chúng ta đang cũng khó kiểm soát cái tình trạng bệnh. Tuy nhiên, trên ngoài ra cái vấn đề đại dịch COVID thì những cái bệnh nhân của chúng ta nó còn có một số những cái bệnh lý nền và nó có thể ảnh hưởng trên cái diễn tiến của bệnh. Chính vì vậy mà hôm nay chúng tôi cũng rất là hân hạnh được lời mời của công ty Relief để chia sẻ với tất cả các quý đồng nghiệp về một cái vấn đề rất là thời sự, đó là làm sao chúng ta quản lý những cái bệnh nhân viêm gan B mãn tính của chúng ta trong cái bối cảnh mà đang có cái dịch COVID-19 đang hoành hành tại Việt Nam nói riêng và cũng như trên toàn thế giới nói chung. Vấn đề mà điều trị cái viêm gan B đó thì trong cái đại dịch COVID-19 thì nó cũng có thể có một số những cái điểm giống như là nếu mà chúng ta chưa phải đang trong cái thời kỳ đại dịch. Thì đầu tiên chúng tôi cũng sẽ xin lướt qua về một vài cái đặc điểm của cái bệnh viêm gan virus B mãn tính ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thì theo những cái ước tính tính năm 2015 thì trên thế giới có khoảng là 257 triệu người đang bị nhiễm virus viêm gan B mãn tính. Trong đó thì Việt Nam của chúng ta thì có cái tỷ lệ nhiễm virus B lên tới là 9,6 triệu người. Và vấn đề quan trọng nhất của cái tình trạng nhiễm virus B mãn tính nó sẽ tiến tới cái tình trạng mà dẫn đến tình trạng xơ gan và có thể dẫn đến tiến triển sang ung thư gan, hoặc là cái quá trình diễn tiến đưa đến tình trạng xơ gan mất bù và gây ra suy gan. Cuối cùng bệnh nhân bắt buộc phải được điều trị bằng ghép gan, hoặc nếu không được điều trị một cách hợp lý, bệnh nhân có thể đưa đến tình trạng tử vong. Do đó, vấn đề điều trị là của chúng ta là nhằm chặn đứng cái sự tiến triển của bệnh, làm giảm cái tỷ lệ tiến triển qua xơ gan cũng như là ung thư gan, để giúp cho bệnh nhân được kiểm soát tốt tình trạng bệnh của mình. Mục tiêu điều trị của bệnh viêm gan virus B thì như chúng ta đã biết, mục tiêu quan trọng nhất là chúng ta phải phòng ngừa cái diễn tiến bệnh dẫn đến cái tình trạng xơ gan, ung thư gan và làm giảm cái tỷ lệ tử vong. Và chúng ta có thể đạt được một số những cái mục tiêu trong quá trình điều trị. Trước tiên là chúng ta làm sao đưa cái men gan nó trở về cái mức bình thường để cho cái tình trạng viêm gan nó đã ổn định. Thứ hai là chúng ta kiểm soát được cái sự nhân lên của virus, tức là làm giảm cái nồng độ HPV DNA ở trong máu. Và từ những cái vấn đề đó nó sẽ dẫn đến cải thiện tình trạng về tổn thương trên mô học, nó giảm cái quá trình viêm cũng như là quá trình tiến triển qua xơ gan hoặc là ung thư gan. Và trên lâm sàng thì chúng ta có thể theo dõi một số những cái chỉ dấu huyết thanh để giúp chúng ta đánh giá và theo dõi về cái diễn tiến bệnh. Tức là chúng ta phải đạt được tình trạng kiểm soát bệnh thông qua vấn đề là làm giảm đi hoặc làm mất cái marker HBeAg, và đồng thời là chúng ta tối ưu hóa bằng cách là chúng ta sẽ làm sao loại trừ được cái kháng nguyên HBsAg ở trong máu của bệnh nhân, tức là chúng ta được kiểm soát được cái bệnh. Thì về điều trị viêm gan virus B đó thì được định nghĩa là điều trị khỏi là khi nào, thì chúng ta biết là theo một cái khuyến cáo của cái Hiệp hội Gan Châu Âu năm 2018 thì người ta định nghĩa điều trị khỏi viêm gan B là khi nào mà chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn cái virus ra khỏi cơ thể, tức là chúng ta không còn phát hiện được HBsAg
và nồng độ HBV DNA ở trong máu, và đặc biệt là chúng ta chứng minh rằng không còn sự hiện diện của cái dấu vết tích di truyền, đó là cái cccDNA của virus ở trong gan. Tuy nhiên để đạt được cái mục tiêu này thì hầu như rất là khó khăn. Do đó mà chúng ta cần phải điều trị để kiểm soát được cái bệnh, đạt được một cái mức độ gọi là điều trị khỏi về mặt chức năng, tức là chúng ta làm giảm tối đa hoặc là mất HBsAg và nồng độ virus ở trong máu, làm giảm những cái tổn thương gan và có thể cũng sẽ dẫn đến hoặc hạn chế cái sự phiên mã của cccDNA. Và nếu mà chúng ta không đạt được hai mục tiêu như trên thì dù tức là chúng ta sẽ kiểm soát được nồng độ virus ở trong máu ổn định lâu dài và làm cho cái nồng độ HBsAg trong máu bệnh nhân nó cũng sẽ cũng được giảm đi. Do đó thì chúng ta cần phải sử dụng những cái thuốc để kháng virus để mà điều trị virus viêm gan B. Vấn đề khó khăn trong điều trị viêm gan virus B mạng đó là vì có thể tải lượng virus lúc đầu rất là cao, do đó mà chúng ta khó mà có thể kiểm soát được nồng độ virus, hoặc là do cái hệ miễn dịch của cơ thể nó chưa phù hợp để mà nó loại bỏ virus ra cơ thể. Chính vì vậy mà ngày nay người ta cố gắng tìm tòi những cái phương pháp điều trị mới, làm sao để mà giảm đi tối đa cái tải lượng virus ở trong máu, hoặc là ngăn chặn cái sự xâm nhập của virus vào trong tế bào gan, và đồng thời chúng ta gia tăng cái đáp ứng về miễn dịch để giúp cho cơ thể chúng ta vượt qua cái tình trạng mà miễn dịch để mà kiểm soát được tốt cái sự hiện diện của virus viêm gan B. Thì cái cuộc chiến điều trị viêm gan B cho đến ngày nay vẫn còn đang tiếp diễn. Về các thuốc điều trị thì trước kia thì chúng ta có những cái thuốc đầu tiên được ra đời để mà kiểm soát được viêm gan B, đó là lamivudine, được xuất hiện từ năm 1998. Và tiếp theo đó lần lượt một số những cái thuốc khác ra đời, chẳng hạn như là entecavir năm 2005, và đồng thời với lại thời điểm đó là chúng ta có một cái thuốc tiêm là interferon pegylated. Và đến năm 2008 thì chúng ta có một cái thuốc mới nó kiểm soát rất hiệu quả cái nồng độ virus ở trong máu, đó là tenofovir, nhưng mà cái dạng đầu tiên đó là TDF, tức là tenofovir disoproxil fumarate. Đến 2016 thì chúng ta lại có sự xuất hiện của một cái chế phẩm mới. Đây là một cái dạng bào chế đặc biệt của tenofovir, đó là tenofovir alafenamide, và người ta hay còn gọi đó là TAF. Thì để lựa chọn những cái thuốc điều trị trong viêm gan virus B thì chúng ta phải cân nhắc về cái tính hiệu quả cũng như là cái tình trạng kháng thuốc. Thì chúng ta biết là đối với lại cái tính hiệu quả thì hai cái thuốc kháng virus là entecavir và tenofovir là những cái thuốc mà tỏ ra có cái hiệu quả kiểm soát virus tốt nhất. Nhưng mà đứng về mặt mà kiểm soát cái mức độ mà đề kháng thuốc thì cũng là chính hai cái loại kháng virus này nó cũng ít có khả năng đề kháng với lại thuốc, do đó mà chúng ta vẫn còn điều trị rất là hiệu quả. Trong khi đó thì cái lamivudine là cái thuốc mà ngày nay gần như là người ta khuyên là không nên sử dụng là vì tình trạng đề kháng rất là cao. Và giống như phần trình bày của giáo sư Chan cũng cho thấy được cái ưu điểm của một cái chế phẩm mới, đó là tenofovir alafenamide. Đây là một cái dạng bào chế mới, một cái dạng muối đặc biệt, nó giúp cho thuốc được thấm nhập trực tiếp và từ niêm mạc ruột để đi vào trong tế bào gan một cách hiệu quả, và nó không có những cái thành phần dư thừa để lắng đọng vào trong những cái cơ quan khác, chẳng hạn như là ống thận hoặc là ở xương vực vân vân. Nhờ vậy mà thuốc nó đã làm giảm đi những cái tác dụng phụ, đặc biệt đối với lại khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Về cái khuyến cáo điều trị viêm gan virus B ngày nay đó thì nó cũng tùy thuộc theo từng cái điều kiện kinh tế xã hội của mỗi cái quốc gia. Theo các cái khuyến cáo của Hiệp hội gan Hoa Kỳ và của châu Âu thì người ta đã đưa cái TAF là một trong những cái thuốc mà được ưu chuộng sử dụng trong một số những trường hợp đặc biệt, như là bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có những bệnh lý về xương hoặc là tổn thương thận, hoặc là khi chúng ta cần chuyển đổi từ những cái điều trị khác không hiệu quả sang TAF thì nó vẫn kiểm soát được triệu chứng và cái tình trạng mà
ổn định bệnh rất là tốt. Tuy nhiên, theo cái hiệp hội của châu Á Thái Bình Dương hoặc là theo WHO thì người ta vẫn chưa đưa cái TAF vào trong những cái vấn đề điều trị có thể liên quan đến cái điều kiện kinh tế ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta có những cái thuốc này trong tay và trong những cái điều kiện những bệnh nhân mà đúng chỉ định thì cái việc sử dụng cái TAF đã đem lại những cái hiệu quả mà trong cái phần trình bày của giáo sư Chan đã chứng minh rõ cái vấn đề này. Thì chúng ta điểm qua về cái hướng dẫn của Bộ Y tế trong cái điều trị viêm gan virus B mãn tính. Thì để điều trị viêm gan virus B mãn tính thì chúng ta biết là cố gắng làm sao chúng ta kiểm soát được nồng độ virus để hạn chế những cái tổn thương tiến triển của gan. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải chú ý là đánh giá tình trạng bệnh nhân có xơ gan hay không, là trên lâm sàng cũng như là qua một số những cái xét nghiệm để đánh giá. Xin lỗi quý vị do cái lý do kỹ thuật thì chúng tôi xin phép và tiếp tục cái chương trình. Tất cả chúng ta đều nghe rõ. Để theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế năm 2009 để điều trị viêm gan virus B thì đầu tiên chúng ta cần phải đánh giá cái tình trạng gan trước khi mà chúng ta quyết định điều trị, là xem bệnh nhân có đã bị xơ gan hay không. Thì chúng ta dựa vào khám lâm sàng và một số những cái xét nghiệm đặc biệt để đánh giá mức độ xơ hóa gan, như là chúng ta có cái FibroScan hoặc là phương pháp mà ACFI. Còn nếu mà không có những cái kỹ thuật này, chúng ta có thể dựa vào cái men gan và cái số lượng tiểu cầu để chúng ta tính ra một cái chỉ số gọi là APRI để mà giúp cho kiểm soát cái để mà đánh giá mức độ cái tình trạng mà tổn thương gan trên để gợi ý tình trạng xơ gan. Thì nếu mà chúng ta đã xác định là bệnh nhân có xơ gan nhưng mà xơ gan còn bù hoặc là mất bù thì chúng ta đều bắt buộc phải khởi động ngay cái điều trị kháng virus, bất kể là cái nồng độ virus cao hay thấp hoặc là men gan nó có tăng hay không. Vì khi đã xơ gan rồi thì cái tế bào gan còn lại còn rất là ít, do đó mà chúng ta cần phải bảo vệ tế bào gan và chúng ta phải kiểm soát tốt cái virus để không cho cái tình trạng gan nó được tiến triển. Nếu như bệnh nhân chưa bị xơ gan thì chúng ta chú ý về cái nồng độ của virus ở trong máu, cũng như là chúng ta nếu như tình trạng mà bệnh nhân chưa có tình trạng xơ gan thì chúng ta cần lưu ý là phải xem coi cái men gan nó có tăng ở gấp 2 lần bình thường hay không. Tình trạng gan nó đã bị xơ hóa trên F2 trở lên, tức là tình trạng xơ hóa đáng kể, và nồng độ virus nó phải lớn hơn 20.000 IU trên ml nếu như là bệnh nhân có HBeAg dương tính, hoặc là HBVDNA phải trên 2.000 IU trong ml nếu là HBeAg âm tính. Tuy nhiên, có một số những trường hợp đặc biệt, những bệnh nhân khi đã tiến triển bệnh lâu dài và mặc dù chưa có xơ gan nhưng mà ở cái độ tuổi trên 30, tình trạng men gan nó có thể là vượt cái ngưỡng bình thường và nồng độ virus khá cao, thì chúng ta cần phải lưu ý xem xét về cái tiền sử gia đình có bị xơ gan hoặc ung thư từ trước hay không, hoặc bệnh nhân có những cái biểu hiện ngoài gan hoặc là có những cái tái phát sau khi ngưng kháng virus, thì chúng ta cũng có thể khởi động lại điều trị bằng thuốc kháng virus. Cái thời gian điều trị thì đối với lại các cái thuốc mà kháng virus được uống thì chúng ta cần phải điều trị liên tục suốt đời, gần như là suốt đời cho những bệnh nhân đã kết luận là xơ gan. Còn ở những bệnh nhân chưa xơ gan thì chúng ta có thể điều trị kiểm soát tình trạng ổn định, và chúng ta có thể xem xét ngừng thuốc khi mà HBeAg dương tính, thì chúng ta tiếp tục điều trị thêm ít nhất là khoảng từ 1 đến 2 năm, tức là khoảng 12 tháng trở lên sau khi đã chuyển đổi thành HBe và cái nồng độ virus phải dưới cái ngưỡng hoặc là mất HBeAg. Còn trong trường hợp mà HBeAg âm tính thì chúng ta cũng phải điều trị cho đến lúc nào mà kiểm soát được, loại bỏ được HBeAg âm tính thì chúng ta mới có thể được phép ngưng điều trị. Và hoặc là chúng ta ngày nay chúng ta còn dựa theo một cái chỉ dấu huyết thanh đặc biệt,
đó là HDCRAG, nó phản ánh được cái nồng độ của ccDNA ở trong tế bào gan. Thì nếu mà cái HDCRAG giảm thấp hoặc là âm tính thì vấn đề ngưng thuốc nó sẽ đạt được cái hiệu quả kiểm soát rất là tốt. Còn đối với điều trị bằng tacetaferon thì cái thời gian điều trị là khoảng 48 tuần, nhưng mà tiếp theo đó chúng ta vẫn phải theo dõi bệnh nhân. Và điều trị, khi mà điều trị viêm gan virus B thì chúng ta cần phải theo dõi men gan mỗi 3 tháng trong năm đầu và sau đó mỗi 6 tháng. Và chúng ta phải phải theo dõi tiếp tục là cái creatinine và cái độ lọc của cầu thận mỗi 6 tháng nếu chúng ta đang điều trị bằng TDF, tức là tenofovir thế hệ cũ. Và chúng ta cũng thể theo dõi tình trạng xương vì cái thuốc này có thể ảnh hưởng trên xương. Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển cho bệnh nhân sang cái điều trị TAF thì chúng ta có thể khắc phục được hai cái tác dụng phụ cũng như là những cái ảnh hưởng của tenofovir trên xương và trên thận. Ngoài ra chúng ta cần phải lưu ý tầm soát cái ung thư gan mỗi 6 tháng bằng cái siêu âm bụng và cái xét nghiệm AFB. Và chúng ta cũng cần theo dõi những cái chỉ dấu huyết thanh để chúng ta biết được cái thời điểm mà chúng ta cần phải theo dõi và ngừng thuốc. Thì để điều trị thì chúng ta dựa vào những cái chỉ dấu huyết thanh để chúng ta xem cái đáp ứng điều trị chúng ta đã đạt được ở những cái mức độ nào. Trước tiên là chúng ta làm sao chúng ta kiểm soát được cái nồng độ lượng virus ở trong máu, tức là chúng ta sẽ làm giảm tối đa hoặc là mất HBV DNA. Thứ hai là chúng ta sẽ làm giảm hoặc là mất đi cái nồng độ HBeAg. Và đến khi HBeAg trong máu đã mất thì chúng ta tiếp tục theo dõi cái nồng độ của HBsAg, và qua đó để chúng ta biết được là chúng ta có thể đạt được vấn đề kiểm soát tốt virus hay không. Và ngoài ra người ta còn dựa vào hai cái chỉ dấu huyết thanh đặc biệt, đó là HBsAg và HBVDNA, để đánh giá những cái tình trạng mà ổn định của bệnh hay không, hoặc là phát hiện những trường hợp mà bệnh nhân thuộc cái người mang virus mà không hoạt động. Thì chúng ta có thể dựa vào cái xét nghiệm HBsAg định lượng, nếu nó nhỏ hơn 1000 IU trên ml kèm với lại nồng độ virus trong máu là nhỏ hơn 2000 IU trên ml, thì những bệnh nhân này được xem như là những cái đối tượng viêm gan virus B mà ổn định và nó không có biểu hiện triệu chứng. Và ngoài ra thì hai cái chỉ dấu này nó còn giúp chúng ta có thể đánh giá tiên lượng tiến triển qua ung thư gan. Chẳng hạn như nếu như mà cái nồng độ virus ở trong máu mà nó lớn hơn 2000 IU trên ml và cái nồng độ HBsAg lớn hơn 1000 IU trên ml thì bệnh nhân này khi diễn tiến lâu dài thì có cái nguy cơ tiến triển sang ung thư gan. Do đó chúng ta cần phải khởi động điều trị sớm hoặc là chúng ta phải theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân. Như vậy chúng tôi vừa nhắc lại một số những cái đặc điểm của bệnh viêm gan virus B và phương pháp điều trị để kiểm soát viêm gan virus B thông thường. Hiện nay chúng ta đang trong cái bối cảnh của cái dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn thế giới và cả Việt Nam. Và như vậy thì đối với cái bối cảnh này thì những cái người bệnh gan, đặc biệt là viêm gan virus B mãn tính, thì nó có những cái đặc điểm gì cần lưu ý. Trước tiên thì chúng tôi xin nhắc lại về cái COVID-19 là gì. Đây là một cái tình trạng bệnh viêm phổi được phát hiện từ cuối năm 2019 và đầu tiên ở Vũ Hán, và sau đó bùng phát ra thành cái đại dịch và lan rất nhiều các quốc gia và gây tử vong cho khoảng gần 4,5 triệu người trên thế giới và ảnh hưởng đến toàn bộ cái hoạt động trên thế giới. Cái bệnh này gây ra do cái virus corona, và virus này nó có cái đặc tính là nó có rất nhiều những cái chiếc gai, ta gọi là spike, nó bao bọc phía bên ngoài, nó trông giống như là cái hào quang hoặc là cái vương miện. Chính vì vậy người ta gọi cái tên đó là corona. Và cái chiếc gai này nó là cái điểm giúp cho virus nó sẽ gắn kết lên trên cái thụ thể của cái men chuyển angiotensin 2 ở màng tế bào và giúp cho virus nó xâm nhập vào trong các cái tế bào và nó gây ra bệnh. Chẳng hạn như là nó sẽ xâm nhập vào qua cái niêm mạc của đường hô hấp, cũng qua cái thụ thể ACE2 này, hoặc là nó có thể xâm nhập vào cái niêm mạc của đường tiêu hóa, ống mật và gan. Và cái tên gọi của virus nó cũng có rất nhiều những cái thay đổi, và ngày nay người ta thống nhất gọi nó là
virus COVID-19 hoặc là SARS-CoV-2. Thì điểm qua cái tình hình mà nhiễm virus SARS-CoV-2 ở trên thế giới, thì theo những cái số liệu mới nhất hôm nay mà chúng tôi nhận được, thì trên thế giới hiện có 216 triệu người đang bị nhiễm virus viêm gan, virus SARS-CoV-2, và trong đó tỷ lệ tử vong là gần 4,5 triệu người. Riêng Việt Nam của chúng ta đó, thì theo cái số liệu mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được ngày 27 tháng 8, thì ở Việt Nam chúng ta đang có tỷ lệ nhiễm là trên 410.000 người và tỷ lệ tử vong là trên 10.000 người, và cái tỷ lệ tử vong là đạt được là 2,45%, thì cái tỷ lệ tử vong của Việt Nam chúng ta hiện tại là được báo cáo là rất là cao. Thì cái bệnh nó lây lan qua cái đường hô hấp là chính, và nó từ những cái tiểu thể của virus nó lơ lửng ở trong không khí, hoặc là nó lây lan từ những cái giọt bắn và từ cái những cái sự vạch quạt trên những cái bề mặt tiếp xúc, do đó mà chúng ta có thể bị nhiễm virus xâm nhập vào trong cái đường hô hấp của chúng ta, hoặc là cái đường hô hấp trên, hoặc là vào cái niêm mạc của cái vùng mắt, mũi, miệng. Ngoài ra thì người ta còn tìm thấy virus được thải qua phân, hoặc là do đó mà chúng ta và nước tiểu. Vì vậy chúng ta cũng có thể là cần lưu ý những cái bệnh phẩm này khi mà chúng ta đánh giá tình trạng bệnh. Ngày nay thì chúng ta biết là cái biến chủng Delta đây là cái biến chủng có khả năng lây nhiễm khá cao, và nó đang thống trị trên rất nhiều những cái tình hình bệnh trên thế giới, và Việt Nam của chúng ta cũng đang hứng chịu cái biến chủng Delta này gây lây nhiễm rất là cao. Và cái triệu chứng của bệnh COVID-19 là nó gây ra những cái triệu chứng như là ho khan, đau họng, và có thể biểu hiện là bệnh nhân có tình trạng là mất mùi, mất vị giác. Những cái triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi thì có thể có, nhưng mà rất là ít gặp. Do đó chúng ta phân biệt với lại cái tình trạng cảm cúm thông thường, thì bệnh nhân rất dễ bị chảy mũi, chảy nước mũi hoặc hắt hơi. Cái thời kỳ ủ bệnh của bệnh là từ 2 cho đến 14 ngày sau khi bệnh nhân tiếp xúc với lại cái virus. Và cái biểu hiện bệnh nhân có thể là có tình trạng thở nhanh, thở yếu hoặc là khó thở, và tình trạng rối loạn tiêu hóa cũng là một trong những cái biểu hiện rất là thường gặp đối với cái bệnh COVID-19. Bên cạnh những cái biểu hiện về hô hấp và tiêu hóa thì chúng ta thấy rằng là nó có thể biểu hiện ở rất nhiều các cơ quan khác, như ở da, ở tim chẳng hạn, nó gây ra cái bệnh cơ tim, rối loạn đường huyết, về thần kinh nó gây ra những cái bệnh lý về não, hay là gây thuyên tắc mạch, tổn thương thận. Đặc biệt ở gan thì nó làm cho tăng men gan và tăng cái bilirubin. Thì để xét nghiệm SARS-CoV-2 thì chúng ta có thể có cái test kháng nguyên nhanh. Thì cái test này nó sẽ trả lời kết quả trong vòng dưới 30 phút. Và nhưng mà chính xác hơn là chúng ta phải làm cái xét nghiệm RT-PCR. Thì cái xét nghiệm này nó giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán chính xác sự hiện diện của virus ở trong cơ thể chúng ta. Tuy nhiên cái xét nghiệm này nó đòi hỏi cái thời gian khoảng từ 2 đến 3 giờ. Và khi mà nhận kết quả, chúng ta cần phải lưu ý về cái ngưỡng chu kỳ của cái xét nghiệm. Nếu như bệnh nhân mà có cái CT mà khá thấp, chứng tỏ là cái số lần chu kỳ mà phát hiện được cái virus mà nó càng thấp, thì chứng tỏ là cái tải lượng virus ở trong máu khá cao. Một cái người mà có cái CT mà trên 30 thì được xem như là cái người mà mang virus không có triệu chứng và có thể tự ổn định và không cần có những cái biện pháp điều trị gì mà đặc biệt. Sau đó thì chúng ta biết là cơ thể chúng ta nó tạo được cái kháng thể để mà loại trừ virus ra khỏi cơ thể. Đầu tiên là kháng thể IgM thì nó xuất hiện trong những ngày đầu nhiễm bệnh và trong vòng 7 ngày đầu. Sau đó thì là IgG tiếp tục được tạo ra và nó sẽ duy trì lâu dài. Chính vì vậy chúng ta cũng có một cái test nhanh để mà phát hiện nồng độ kháng thể, và chúng ta cũng có thể là biết được là bệnh nhân này đang có IgM, IgG hay cả hai cái kháng thể này, và chúng ta cũng từ đó sẽ suy ra được một phần nào về cái diễn tiến đáp ứng của bệnh. Về điều trị virus SARS-CoV-2
thì chúng ta biết hiện nay thì nó có rất nhiều các cái thuốc nó tác động ở những cái khâu từ lúc mà virus nó xâm nhập vào trong cái bề mặt màng tế bào của cơ quan đít và đi vào trong cái tế bào, và nó sẽ sao chép và nó nhân lên và nó tổng hợp protein, sau đó nó thoát ra ra khỏi cái tế bào và nó tiếp tục lây lan cho những cái tế bào lân cận. Thì có rất nhiều những cái thuốc tác động trên những cái khâu mà ngăn chặn cái sự xâm nhập của virus vào trong tế bào, cũng như là cái hiện tượng xuất bào lúc cho virus thoát ra khỏi rỗi cơ thể. Chẳng hạn như là chúng ta có những cái thuốc như là paracetamol hoặc là chloroquine vân vân. Có những cái thuốc tác động trên cái quá trình sao chép RNA, chẳng hạn như là remdesivir hoặc là ribavirin. Còn có những cái thuốc tác động trên cái khâu mà tổng hợp protein, chẳng hạn như là lopinavir hoặc là chúng ta có ritonavir vân vân. Đó là những cái thuốc tác động trên virus. Còn chúng ta biết là khi mà chúng ta bị nhiễm cái SARS-CoV-2 thì nó có thể gây ra một cái đáp ứng miễn dịch quá mức bình thường. Do đó mà chúng ta có thể phải sử dụng thêm những cái thuốc điều hòa và kiểm soát cái miễn dịch, như là chúng ta phải dùng cái những cái nhóm corticoid hoặc là những cái thuốc kháng interleukin, hoặc là chúng ta phải sử dụng những cái thuốc tác động ức chế quá trình viêm như là baricitinib vân vân. Ngoài ra người ta còn có thể sử dụng cái huyết thanh mà của những người đã khỏi bệnh để mà chúng ta có thể trung hòa với lại sự virus ở trong máu. Bàn về cái cơ chế tác dụng của cái cơ chế mà gây ra tổn thương gan cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 thì nó có rất nhiều những cái cơ chế được ghi nhận. Thì người ta ghi nhận có khoảng từ 14 đến 53% những bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thì có tình trạng là tăng men gan, và trong đó thì men ALT nó tăng thì thường là đa số là tăng nhẹ, có một số rất ít trường hợp thì nó tăng rất là cao, trên gấp 10 lần bình thường. Cái sự tăng men gan có thể là tăng ALT và AST. Khi mà chúng ta thấy AST mà tăng rất cao thì chứng tỏ là cái bệnh nó thường là diễn tiến khá nặng, nó gây ra tổn thương ở đa cơ quan, vì có thể tổn thương cả cơ tim hoặc là những cái nơi khác cũng làm tăng cái AST và tổn thương cả cái bàng quang. Ngược lại thì cái bilirubin thì nó thường là tăng nhẹ, và cái men GGT thì cũng có tăng nhưng mà không có tăng cao, và đặc biệt là phosphatasakin thì hoàn toàn bình thường. Và chúng ta thấy rằng trên giải phẫu bệnh á, thì chúng ta thấy là cái gan bệnh nhân có thể to ra và có tình trạng thoái hóa mỡ mà cái hạt nhỏ, và có tình trạng viêm của cái khoảng cửa, tình trạng mà viêm hoại tử ở những cái vùng trung tâm tiểu tùy, và đồng thời có thể có sự tập trung thâm nhiễm của những cái tế bào viêm như tế bào neutrophil hoặc là lympho bào vân vân, và có tình trạng ứ huyết cũng như là tắc mật. Ở cái cơ chế tại sao mà một cái người bị nhiễm SARS-CoV-2 lại bị tổn thương gan thì nó có rất nhiều cái cơ chế được nêu lên. Cơ chế thứ nhất là cái cơ chế trực tiếp, tức là virus có thể xâm nhập trực tiếp và qua cái tế bào, qua cái thụ thể ACE trên màng của tế bào gan. Và cái thụ thể này thì nó có rất nhiều trong cái tế bào biểu mô của ống mật, còn ở tế bào gan thì nó ít hơn. Tuy nhiên trong cái tình trạng mà bị nhiễm trùng thì người ta ghi nhận là chính cái tình trạng mà đáp ứng viêm rất là nặng kết hợp với là tình trạng giảm oxy máu, nó sẽ làm cho những cái sự biểu hiện của cái thụ thể trên bề mặt tế bào gan nó sẽ được tái hoạt, và nó sẽ làm tăng nhạy cảm với lại cái virus, do đó mà giúp cho virus nó xâm nhập vào trong tế bào gan và gây ra những cái tổn thương gan, làm cho cái thi thể nó bị phồng lên và nó cũng sẽ gây ra những cái tổn thương trực tiếp trên tế bào gan. Ngoài ra thì cái tình trạng mà tổn thương gan còn do cái cơn bão cytokine, tức là do cái hiện tượng nhiễm trùng toàn thân, nó sẽ tạo ra một cái đáp ứng miễn dịch quá mức bình thường, và từ đó nó sẽ kích hoạt cái tế bào Kupffer ở trong gan và nó cũng làm tăng cái tổn thương tế bào gan. Cái nguyên nhân thứ ba là tình trạng mà thiếu oxy do cái tình trạng siêu hô hấp, cũng như là bệnh nhân phải thở máy với cái áp lực âm, với cái áp lực dương, do đó mà nó làm cho tăng cái áp lực ở cái nhĩ phải và làm cho cản trở cái lưu thông máu về tim. Vì vậy nó gây ra cái tình trạng ứ huyết ở gan, từ đó nó cũng gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ và tình trạng giảm oxy.
từ đó nó cũng gây làm nặng thêm tình trạng tổn thương gan. Và cái tổn thương gan mà xảy ra trên bệnh nhân bị SARS-CoV-2 thì nó cũng có liên quan đến những cái thuốc mà bệnh nhân sử dụng. Thì chúng ta biết là đa số những bệnh nhân khi mà bị nhiễm virus này thì bệnh nhân thường được sử dụng kháng sinh hoặc là những cái thuốc ức chế miễn dịch rất là mạnh. Thì trong đó nó có những cái thuốc mà nó sẽ làm tăng cái quá trình mà tổn thương gan như là corticoid. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là những cái thuốc điều trị kháng virus như là ritonavir thì có tỷ lệ mà gây ra tổn thương gan lên tới 64%. Chloroquine cũng là cái thuốc gây ra độc cho gan, và bệnh nhân có thể sử dụng cái tocilizumab và gây ra tổn thương gan lên tới 82%. Còn cái remdesivir cũng là một trong những cái thuốc mà cũng hay ảnh hưởng trên gan. Bên cạnh đó thì bệnh nhân sử dụng một số kháng sinh hoặc là paracetamol, corticoid để điều trị thì cũng có thể làm cho cái tình trạng gan bệnh nhân tổn thương. Và gần đây nó cũng có những trường hợp nhiều khi người ta sử dụng những cái thuốc đông y, những cái thuốc mà không có đúng chỉ định, có thể nó cũng làm cho góp phần nặng thêm cái tình trạng tổn thương gan của bệnh nhân. Và một cái bệnh nhân mà có cái bệnh nền gan mãn tính mà bị cái nhiễm SARS-CoV-2 thì tình trạng gan của họ sẽ được tiến triển xấu hơn, nhất là khi bệnh nhân đang xơ gan thì có thể chuyển sang xơ gan mất bù và tăng tỷ lệ tử vong. Và trong đó là bệnh viêm gan virus B có thể làm cho cái tình trạng viêm gan B có thể diễn tiến xấu, bùng phát. Do đó để điều trị cái bệnh viêm gan virus B trong bối cảnh bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 thì chúng ta cần phải lưu ý một số những cái nguyên tắc sau. Ở những bệnh nhân nhiễm viêm gan B mãn tính mà bị mắc SARS-CoV-2 mà bệnh nhân đang điều trị cái thuốc kháng virus thì chúng ta phải tiếp tục điều trị cái thuốc kháng virus cho bệnh nhân bên cạnh những cái phương pháp điều trị SARS-CoV-2. Nếu bệnh nhân chưa điều trị, tức là những cái người mang HBsAg không triệu chứng, thì chúng ta xem xét có thể phải khởi động cái điều trị kháng virus để dự phòng tình trạng bùng phát virus nếu như bệnh nó đang tiến triển. Và ở những bệnh nhân mà nhiễm virus B mãn tính mà chưa bị mắc cái SARS-CoV-2 thì chúng ta cũng có thể nên cân nhắc xem xét cái việc mà điều trị sớm cho bệnh nhân, vì bệnh nhân có thể sống trong cái vùng đại dịch, do đó cái nguy cơ bị mắc bệnh cũng khá cao, vì vậy mà có thể nó cũng sẽ làm cho cái bệnh nhân nó diễn tiến xấu. Và chúng ta cần lưu ý rằng một cái bệnh nhân viêm gan virus B trong hiện nay do vấn đề những cái ảnh hưởng của tình trạng giãn cách, bệnh nhân đi lại khó khăn, và do đó bệnh nhân ngại đến bệnh viện, và có những bệnh nhân tự ý ngưng các cái thuốc điều trị kháng virus, do đó có thể làm cho cái bệnh viêm gan virus B nó bị tái hòa và nó gây ra viêm gan bùng phát. Hoặc khi mà chúng ta đang điều trị các thuốc ức chế miễn dịch như là tocilizumab hoặc là corticoid liều cao, nó cũng có thể làm cho virus nó tái hòa và nó gây ra viêm gan bùng phát. Chúng ta cần phải theo dõi định kỳ cái men gan, bilirubin và siêu âm bụng để phát hiện sớm những cái bất thường của bệnh gan. Tiếp theo chúng tôi muốn nhắc đến cái vấn đề mà tiêm ngừa vaccine trên bệnh nhân bệnh gan, cũng đây là một cái chủ đề mà người bệnh nhân rất là quan tâm. Thì chúng ta biết là các vaccine hiện nay là đang được phê duyệt và cấp phép sử dụng khẩn cấp để đáp ứng được cái yêu cầu khống chế dịch, nhưng mà chúng ta chưa đủ dữ liệu hoàn toàn để kết luận chính xác là cái vaccine nào thật sự hiệu quả hơn hoặc là an toàn hơn, và chúng ta cần phải có thêm những thời gian để chúng ta đánh giá. Tuy nhiên, cái vấn đề chích vaccine nó đem lại một cái hiệu quả, một cái lợi ích rất là to lớn, là nó hạn chế được mức độ lây lan, giảm cái tỷ lệ diễn tiến bệnh nặng và giảm tỷ lệ tử vong. Và cái điều đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề này để chúng ta phải cho bệnh nhân tiêm ngừa sớm. Cái chỉ định tiêm là cho tất cả những bệnh nhân trên 18 tuổi, không có tiền sử bị dị ứng nặng và không đang ở trong giai đoạn cấp tính, hoặc là cái bệnh nền bệnh nhân phải được kiểm soát tốt thì chúng ta sẽ chích vaccine cho bệnh nhân. Đối với nhân bệnh gan thì chúng ta không có chống chỉ định khi mà tiêm vaccine. Do đó nếu bệnh nhân hỏi chúng ta tôi bị viêm gan B hay tôi bị xơ gan mà có tiêm vaccine được hay không, thì xin quý vị đồng nghiệp phải khuyến khích bệnh nhân đi tiêm, vì một khi bệnh nhân đã nhiễm bệnh thì tình trạng bệnh nó sẽ diễn tiến rất nặng và rất là xấu. Và ngày nay chúng ta có rất nhiều cái vaccine với những cái hiệu quả được ghi nhận qua những cái nghiên cứu, và cái thời điểm này thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ
tiêm vaccine mũi đầu chúng ta cũng đạt được khoảng tầm từ 16-18%. Để kết luận cho cái phần trình bày này, chúng tôi xin có một số những thông tin như sau. Việc quản lý và chăm sóc bệnh nhân viêm gan B trong cái bối cảnh COVID-19 thì không khác gì khi mà không có dịch. Nhưng mà chúng ta cần phải tuân thủ nghiêm ngặt điều trị kháng virus để tránh bùng phát viêm gan và lưu ý vấn đề theo dõi men gan siêu âm định kỳ để phát hiện sớm diễn tiến bất thường của bệnh gan. Tăng men gan trong cái bệnh viêm gan mạng diễn tiến có thể là tác động của cái nhiễm sạch COVID-2 qua nhiều cái cơ chế, nhưng mà trong đó chúng ta cần lưu ý ảnh hưởng liên quan đến thuốc hoặc là cái tình trạng cái bệnh nền của bệnh nhân nó sẽ nó bị bùng phát hoặc là tiến triển. Về điều trị, chủ yếu là điều trị nâng đỡ và chúng ta chú ý tìm cái nguyên nhân gây ra tăng men gan, chúng ta giải quyết đúng cái cơ chế bệnh. Và chúng ta lưu ý rằng nên khuyến khích bệnh nhân tiêm vaccine để mà hạn chế những cái diễn tiến xấu, diễn tiến nặng của bệnh. Thì phần trình bày chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý vị đồng nghiệp. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ rất là cập nhật từ Phó Giáo sư Bùi Hữu Hoàng. Và ngay sau đây sẽ là phần trao đổi và đặt câu hỏi cùng Giáo sư Chan và Phó Giáo sư Bùi Hữu Hoàng. Thì Thanh Hoa cũng đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các bác sĩ tham dự của ngày hôm nay và các bác sĩ trên live stream từ Facebook, cũng như là các quý bác sĩ đã đăng ký và gửi câu hỏi từ trước cho ban tổ chức. Thì ngay sau đây Thanh Hoa sẽ mời Giáo sư Chan và thầy Hoàng cùng chia sẻ một số câu hỏi của các quý bác sĩ tham dự ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì là bác sĩ Lê Thị Hằng có đặt câu hỏi cho Giáo sư Chan. Cho em hỏi Giáo sư Chan về kinh nghiệm sử dụng TAF trên bệnh nhân xơ gan siêu bút B và C. Em cảm ơn ạ. Maybe I can start by answering this. We do have experience of using TAF in Child Pugh B patients. We rarely see Child Pugh C patients nowadays, except they have liver cancer. Well, the safety and efficacy is very similar to the study I presented to in the SWITCH study. So I think this is a good drug to use in patients of Child Pugh B and probably C cirrhosis. Dạ, em xin cảm ơn câu trả lời của Giáo sư Chan. Và câu hỏi tiếp theo từ bác sĩ Lê Kim Xuyến cho thầy Hoàng ạ. Đối với người đang điều trị viêm gan B mạc, trước và sau tiêm ngừa COVID có cần ngưng thuốc không ạ? Em cảm ơn thầy. Chúng ta biết là cái vấn đề tiêm vaccine nó không ảnh hưởng gì tới cái diễn tiến của cái bệnh gan đang mắc. Nó cũng giống như là chúng ta đang tiêm ngừa các cái bệnh cúm thông thường thôi, hoặc là chúng ta tiêm ngừa những cái vaccine thông thường, thì chúng ta không được ngưng các cái thuốc mà chúng ta đang điều trị, đặc biệt là viêm gan virus B. Và cái câu hỏi này chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều những bệnh nhân đặt ra, tức là họ chỉ sợ là khi đang uống thuốc thì nó sẽ ức chế cái hiệu quả của cái vaccine mà chúng ta tiêm vào. Nhưng mà thật sự chúng ta phải giải thích cho họ biết là hoàn toàn vấn đề đó không ảnh hưởng, và cái việc mà ngưng thuốc có thể làm cho cái bệnh gan của họ nó sẽ diễn tiến xấu hơn. Xin hết. Dạ, em cảm ơn thầy. Và một câu hỏi tiếp theo đến thầy luôn ạ, từ bác sĩ Kiều Thục Anh. Xin bác sĩ Hoàng cho biết kinh nghiệm điều trị viêm gan siêu vi B mạc ở trẻ em. TDF có ảnh hưởng đến sự phát triển xương của trẻ em không? Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thật ra thì đối với lại cái điều trị ở trẻ em đó, thì chúng ta cũng cần lưu ý là hiện nay đó thì vấn đề khuyến cáo thì chúng ta chỉ được phép sử dụng cái oncavir cho trẻ em trên 2 tuổi. Còn đối với lại cái TDF thì là phải trẻ em trên 12 tuổi. Nhưng mà đó là người ta sợ rằng là cái thuốc tenofovir nó có thể ảnh hưởng trên cái sự phát triển xương của đứa bé. Nhưng mà
Ngày nay chúng ta có cái dạng chế phẩm mới là cái TAF, là một cái thuốc mà ít ảnh hưởng trong cái hoạt động xương. Tuy nhiên từ những cái nghiên cứu hoặc là những cái báo cáo mà vấn đề sử dụng cho trẻ em thì còn có thể là chúng ta còn phải chờ đợi thêm một số những cái dữ liệu đầy đủ để chúng ta có thể mạnh dạn điều trị. Thì không biết là với cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng xin phép mà mời luôn giáo sư Chan, cũng là một cái người mà có rất nhiều kinh nghiệm về cái điều trị cái TAF, thì giáo sư Chan sẽ chia sẻ thêm về cái chỉ định mà điều trị TAF ở trẻ em có nên dùng hay không. We do not have data below the 12-year-old. There is a pediatric studies ongoing, and we are still waiting for the results. I learned that the recruitment is not as smooth as we hope because of the vaccine reason, but the data should be coming. Yeah. Như vậy chúng ta thấy rằng là thực sự thì hoàn toàn muốn mà chỉ định điều trị thì chúng ta cần phải dựa vào những cái nghiên cứu lâm sàng hoặc là những cái bằng chứng rồi chúng ta mới đi đến kết luận. Ngay cả vấn đề mà sử dụng TAF trên phụ nữ có thai cũng làm cái chuyện mà thời gian đầu người ta cũng đang tranh cãi, nhưng mà sau này qua một số những cái bằng chứng và một số dữ liệu thì người ta bắt đầu người ta cũng có thể là sử dụng trên phụ nữ có thai. Tuy nhiên là trong những cái khuyến cáo chính thức thì nhất là ở Bộ Y tế Việt Nam chúng ta thì vẫn chưa cho dùng trên những đối tượng này. Chúng ta cần phải chờ thêm cái thời gian để chúng ta có một cái những cái khuyến cáo cụ thể thì chúng ta có thể sẽ mạnh dạn sử dụng. Xin hết. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của thầy và giáo sư Chan. Câu hỏi tiếp theo từ bác sĩ Nguyễn Thanh Ngân. Em xin hỏi giáo sư Chan. Câu hỏi thứ nhất, theo các khuyến cáo hiện tại, mức lọc cầu thận bao nhiêu có thể sử dụng TAF? Các dấu hiệu nhận biết các bệnh lý khác ngoài gan của nhiễm HPV. For pregnancy, I don't think it's in a guideline yet, but there are already at least two randomized control studies showing the safety of TAF in pregnant women and the efficacy of TAF to reduce maternal fetal transmission of HPV. So ultimately, I think it will be in the guideline. It's just a matter of time. If you ask me, I think there are already data suggesting that TAF is safe and effective to use in the third trimester of pregnancy. Dạ, câu hỏi của bác Thanh Ngân là theo các khuyến cáo hiện tại, mức lọc cầu thận bao nhiêu có thể sử dụng TAF ạ? Okay. Now there are two groups of patients that we can use TAF. One group is patient with EGFR over 15, and the other group is patient on hemodialysis. And we do have good safety and efficacy data suggesting TAF can be used. Dạ, và các dấu hiệu nhận biết các bệnh lý khác ngoài gan của nhiễm HPV ạ. Well, there are, in the past we learned that HPV patients may associate with extrahepatic manifestations. And one thing of particular is actually glomerulonephritis. And actually I have seen patients with glomerulonephritis and renal impairment due to hepatitis B. This is not very common though. It's not as common as extrahepatic manifestations in hepatitis C. There is no good randomized studies showing which treatment is better for these extrahepatic manifestations. We all rely on case reports. And there are case reports in the old days with PET interferon or even with lamivudine. After treatment of HPV, the renal impairment may improve. And I believe that it should be the same with TAF, although we do not have any data on this.
Dạ, em cảm ơn giáo sư Trang. Và một câu hỏi nữa đến từ một bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Việc điều trị bệnh nhân viêm gan B trên nền bệnh lý ung thư gan thì nên lựa chọn TDF hay TAF ạ? Em mời giáo sư Trang ạ. Now for liver cancer patients, it's very safe to use TDF or TAF. In fact, it is recommended that in HPV-related HCC, we should also treat the Hep B. Now, one reason is because we want to suppress inflammation, improve liver function, so that this patient can use whatever treatment modality that we can use to treat HCC. The second reason is because there are data suggesting that suppressing the virus can reduce recurrence of HCC, both in the short term and also the long term. So these patients should be treated. And both TDF and TAF are safe and effective. Dạ, và câu hỏi tiếp theo liên quan đến ung thư gan từ bác sĩ Khánh Trần. Trường hợp bệnh nhân ung thư mà có viêm gan B mạn thì mình có nên dùng kháng virus trước khi hóa trị liệu cho bệnh nhân không ạ? Vì nhiều trường hợp em gặp sau hóa trị bùng phát đợt cấp viêm gan B mạn ạ. In fact, I would suggest to use antiviral therapy in all patients with HPV-related HCC. But as soon as HCC is diagnosed and you know that you're going to manage the cancer, because for any cancer, then there are recommendations. Obviously, it depends on number one is the risk of HPV in these patients. If they have active disease, high viral load, obviously yes. HPSHG positive in general, yes. The controversy is more on patients with past exposure to Hep B, that is those patients with isolated NHP core positive, HPSHG negative. Then it will depends on what chemotherapy we are using and also sometimes the duration of steroid, for example, that we are using. So we need to go back to the guidelines for that. Of course, in some of the newer anti-cancer treatment like the tyrosine kinase inhibitor or some of biologics like TNF-alpha, the risk of HPV recurrence is lower in patients with occult HPV or past exposure to Hep B, and the guideline is sometimes a little bit controversial. But in SHG positive patients, yeah, my recommendation in general is yes. Cảm ơn giáo sư Trang. Và câu hỏi tiếp theo cho thầy Hoàng từ bác sĩ Minh. Cho em hỏi là sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì có thống kê nào về tình trạng viêm gan cấp hoặc bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn hay tăng men gan sau tiêm vaccine không ạ? Đối với lại cái vấn đề mà tiêm vaccine mà có cái biểu hiện mà gây ra tổn thương gan thì hầu như là chúng ta cũng chưa thấy có những cái ghi nhận báo cáo về cái vấn đề này. Thật ra thì chủ yếu là chúng ta biết là cái vaccine ngừa cái SARS-CoV-2 thì nó cũng chỉ là một là nó người ta tiêm một cái đoạn mRNA hoặc là một cái loại virus mà bị bất hoạt, hoặc là người ta dùng một cái vector, virus vector để đưa vào, thì bản chất của nó cũng gây ra một cái tình trạng giống như là một cái tình trạng nhiễm cúm thông thường. Nếu mà trở lại cái dạng mà virus dạng vector thì nó cũng gây ra sốt, gây ra những cái biểu hiện mà đau nhức mình mẩy vân vân. Nhưng mà còn cái tổn thương trên gan thì thật sự thì người ta cũng không có những cái ghi nhận gì rõ ràng, thành ra do đó là chúng ta nó cũng giống như là những cái chúng ta tiêm các cái vaccine phòng ngừa các cái bệnh thông thường. Xin em. Dạ, em cảm ơn thầy. Và câu hỏi cuối cùng, vì có lẽ là chương trình mình không thời lượng không có nhiều nên là Thanh Hòa sẽ xin phép
đưa một câu hỏi cuối cùng để thầy Hoàng có thể giải đáp cho các bác sĩ, và những câu hỏi còn lại thì ban tổ chức sẽ gửi đến thầy Hoàng và giáo sư Trang để có thể trả lời và gửi email đến các bác sĩ sau chương trình ạ. Và câu hỏi này từ bác sĩ Nguyễn Gia Tuấn, cho em hỏi là lưu ý khi sử dụng corticoid trên bệnh nhân COVID. Yeah, if there are any other questions, I'm happy to answer by email you will send me later after the conference. Yeah. Thank you. Dạ, cảm ơn giáo sư cha. Và câu hỏi cuối cùng này em xin được hỏi thầy Hoàng ạ. Bác sĩ Nguyễn Gia Tuấn cho em hỏi là lưu ý sử dụng corticoid trên bệnh nhân COVID có viêm gan B mạn. Có sợ corticoid làm giảm miễn dịch và bùng viêm gan lên không ạ? Có sự khác nhau về việc sử dụng corticoid trên bệnh nhân viêm gan B mạn đang điều trị kháng virus và bệnh nhân được dùng thuốc kháng virus viêm gan B không ạ? Như chúng tôi đã biết, chúng ta vừa trình bày đó là cái corticoid quá trình đáp ứng viêm quá mức của cơ thể khi mà chúng ta bị nhiễm cái SARS-CoV-2. Do đó mà trong cái phác đồ điều trị thì người ta phải sử dụng cái nhóm corticoid mà thậm chí phải sử dụng cái liều khá cao. Và bên cạnh đó còn có thể có những cái thuốc mà ức chế miễn dịch khác như là interleukin 6, ức chế interleukin 6 hoặc là một số những cái thuốc mà điều hòa miễn dịch. Thì tất cả những cái thuốc này thì chắc chắn là nó sẽ có thể ảnh hưởng trên cái diễn tiến của cái bệnh viêm gan virus B. Vì vậy mà chúng ta cần lưu ý rằng nếu bệnh nhân chưa điều trị thì chúng ta mà bệnh nhân bị mắc COVID thì chúng ta phải khởi động bằng cái thuốc kháng virus để mà dự phòng khi mà chúng ta là dùng những thuốc tiêu diệt virus mà không được phát ngưng. Đó là cái hai cái điểm quan trọng mà chúng tôi muốn nhắc nhở cho các cái đồng nghiệp mà là có thể làm tham gia cái công tác chống dịch, nhưng mà khi mà gặp những cái bệnh nhân có bệnh nền là viêm gan thì chúng ta vẫn phải tiếp tục điều trị cái bệnh gan của họ kết hợp song song với lại cái điều trị COVID, và chúng ta theo dõi cái đáp ứng diễn tiến của bệnh. Như vậy thì nếu bệnh nhân chưa điều trị thì chúng ta khởi động thuốc kháng virus để phòng ngừa cái bùng phát của bệnh. Còn nếu bệnh nhân đang điều trị thì phải tiếp tục điều trị và không được phép ngưng thuốc của bệnh nhân. Và hàng ngày chúng ta cũng vẫn phải tư vấn những người bệnh mà những khi không có điều kiện tái khám là không được phép ngưng cái thuốc kháng virus trong thời gian mà đang có dịch, người ta không có đến bệnh viện thì người ta có thể mua ở cái nhà thuốc gần nhà để người ta có. Còn đối với những cái bệnh nhân mà chưa nhiễm COVID thì mà chúng ta đang trong cái mùa dịch mà rất là nặng nề như vậy, và cái nguy cơ không biết là ngày nào chúng ta sẽ bị nhiễm. Có một số những cái tác giả người ta nêu là có thể xem xét nếu bệnh nhân nó cũng ở trong cái giới hạn mà có Dạ, phần câu hỏi đã trả lời rồi. Dạ, em cảm ơn thầy Hoàng và giáo sư Trang. Và để kết thúc chương trình thì em xin mời thầy Trạch có đôi lời chia sẻ trước khi tạm biệt.